Tổng Trọng xuất hiện, hai lần trọng bệnh đã nện ông tơi tả. Khoảng 10 năm trở lại đây, trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện nhiều cái chết bất đắc kỳ tử. Đầu tiên có thể kể đến là ông Nguyễn Bá Thanh, rồi sau đó là ông Trần Đại Quang, và gần đây nhất là ông Lê Văn Thành. Còn những cái chết bí ẩn khác, tuy nhiên nhiều người chết là quan chức đã về hưu nên không nằm trong vòng tranh giành quyền lực, mà được liệt vào dạng bị bịt miệng hoặc bị trả thù. Lần này ngã bệnh, nếu không chết thì sức khỏe của ông Tổng cũng sẽ rất yếu. Ông Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa ngã bệnh thập tử nhất sinh, nhưng ông may mắn vượt qua. Khác với nhiều quan chức khác, ông chọn chữa trị trong nước chứ không đi nước ngoài. Nguyên nhân vì sao lại như vậy? Nếu nói nền y học Việt Nam không đủ sức để chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo, thì tại sao các bác sĩ Việt Nam lại cứu được ông Trọng thoát khỏi bàn tay của tử thần? Có ý kiến cho rằng các quan chức cộng sản chọn ra nước ngoài chữa bệnh vì họ không tin vào ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương. Họ không tin vào con người chứ không phải không tin vào tay nghề của bác sĩ và thiết bị y tế ở đây. Những bác sĩ ở tuyến đầu của nền y học Việt Nam cũng tương đương với các bác sĩ giỏi trên thế giới. Nếu nói bác sĩ chữa bệnh vì trách nhiệm cứu người thì các bác sĩ dưới trướng của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương lại chữa bệnh theo mệnh lệnh. Biết đâu có thể có một mệnh lệnh từ trên cao chỉ đạo xuống rằng cho bệnh nhân ngủ vĩnh viễn. Thì vai trò của các bác sĩ này lại thay đổi 180 độ. Từ chỗ cứu người thành ra thuốc luôn bệnh nhân. Mà một khi bệnh nhân bị thuốc thì bác sĩ, vì không ai có thể nghi ngờ vì cái chết đấy cả. Ông Nguyễn Phú Trọng chọn nằm viện ở Việt Nam vì thứ nhất, ông kiểm soát hoàn toàn ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương. Thứ nhì, ông có đội ngũ y bác sĩ được Tập Cận Bình đưa từ Trung Quốc sang để chữa trị riêng cho ông, theo một nguồn tin riêng cho biết. Chỉ có như vậy, ông Trọng mới an tâm điều trị tại Việt Nam. Thực tế, trên chính trường của Việt Nam đang tranh nhau rất khốc liệt. Có rất nhiều cách để mà có thể hạ bệ lẫn nhau. Cách thông thường nhất là liên minh liên kết để mà quẳng đối thủ vào lò và từ đó chiếm ghế của nhau. Cách khốc liệt nhất là ra tay đoạt mạng của đối thủ, mà thực tế đã có rất nhiều quan chức là nạn nhân của chiêu trò này. Những người bên cạnh ông Tổng Trọng liệu có thực sự mong ông sống hay không? Trong tình hình tranh quyền đặt lợi khốc liệt hiện nay, khó có chuyện ai đó tiếc thương cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nếu chẳng may ông không qua khỏi cơn bạo bệnh này. Những người là ứng viên cho chiếc ghế của ông thì chắc chắn họ không muốn ông sống, cho dù bề ngoài họ luôn tỏ ra quan tâm đến sức khỏe của ông. Còn những người không có khả năng tranh ghế của ông nhưng lại có thể chám vào ghế của những người đã thay ông thì họ cũng muốn ông chết để có cơ hội cho họ thăng tiến. Trò chơi chính trị xưa nay vẫn là trò tranh quyền đoạt lực. Ở xã hội dân chủ, cuộc chơi này khá công bằng vì người dân được trao cho vai trò trọng tài. Còn trong xã hội Việt Nam, nhà nước độc tài không cho dân can thiệp vào mâm quyền lực, thì cuộc chơi sẽ diễn ra theo những luật màn dợ, mạnh thắng, yếu thua, cá lớn, nuốt cá bé. Ai có thế lực mạnh, có thủ đoạn thâm hiểm hơn và có nhiều tiền hơn thì sẽ thắng. Vì thế, quan chức Việt Nam luôn mong chờ ông Trọng nhắm mắt xuôi tay, để lại chiếc ghế trống cho các đồng chí đeo găng thượng đài đấu nhau. Ông Trọng xuất hiện tại kỳ họp Quốc hội sáng ngày 15 tháng 1, trông rất ốm yếu. Kỳ họp bất thường của Quốc hội vào sáng ngày 15 tháng 1 cho thấy ông Trọng đã xuất hiện tại hội trường Ba Đình. Như vậy, một lần nữa, ông lại tai qua nạn khỏi. Nhưng trong buổi họp này, ông tỏ ra yếu hơn trước đó rất nhiều. Khi được giới thiệu, ông chỉ đứng dậy vài giây rồi lại ngồi xuống luôn. Xem ra sức lực của ông sắp cạn. Người ngồi đằng sau là bà Phạm Thị Thanh Trà và người ngồi kế ông là Võ Văn Thưởng đều phải đưa tay ra để mà đỡ ông. Xem ra dù ông thoát lưỡi hái tử thần lần này, nhưng nếu quyết bám ghế thì ông sẽ ra đi trong một ngày không xa, ngay trên chiếc ghế tổng bí thư của mình. Qua cơn bạo bệnh lần này, có lẽ ông Trọng thấy được người dân trông mong ông chết như thế nào. Không chỉ có dân, có thể các đồng chí của ông còn mong ông sớm đi hơn để họ còn chuẩn bị chiến đấu với nhau giành ghế mà ông để lại. Qua hai lần trọng bệnh, ông Trọng vẫn sống nhưng khả năng cầm cự với ngày một yếu dần, át hẳn có đồng chí đang mừng thầm trong bụng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng xuất hiện hai lần trọng bệnh đã nện ông tơi tả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Bộ mặt thật của ông Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Sau đại hội đảng lần thứ 13, ông Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay cho ông Phùng Xuân Nhạ. Thời điểm ấy, báo chí tóm tắt tiểu sử của tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn có ghi rằng năm 2007 đến năm 2008, nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Mỹ. Dựa vào thông tin nêu trên, khi đó trang giáo dục.net.vn giật tít, tân ủy viên Trung ương Đảng từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard. Trang Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ghi lý lịch ông Sơn đã nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ từ năm 2007 cho đến năm 2008. Khi mới lên bộ trưởng, ông Nguyễn Kim Sơn đã cho thấy ông không trung thực. Thông tin về một tân bộ trưởng từng nghiên cứu sinh sau đại học tại một trường đại học lừng danh thế giới như Harvard đã gây ra tranh cãi mạnh vào lúc đó. Nhiều cây bút có tiếng trong giới học thuật đã chỉ ra thông tin thiếu trung thực trong phần tiểu sử của ông tân bộ trưởng này. Thực ra, ông Nguyễn Kim Sơn là học giả, chứ không phải là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, như báo chí và các trang mạng đã đưa. Học giả là một dạng hợp tác nghiên cứu khi một cá nhân được cho phép đến một cơ sở nghiên cứu để tham gia, học hỏi và hỗ trợ hợp tác. Còn hệ sau tiến sĩ là làm công việc nghiên cứu sau bậc tiến sĩ, được ký hợp đồng trả lương, đóng thuế với nhà trường. Được biết, Đại học Harvard nơi ông Sơn hợp tác không phải là đơn vị do trường Đại học Harvard sở hữu. HII là một tổ chức thiện nguyện hoạt động độc lập, có ngân sách độc lập. HII là một dự án độc lập mà Đại học Harvard có tham gia với tư cách là thành viên sáng lập mà thôi. Sau khi trò gian dối bị cộng đồng mạng vạch trần và bóc mẽ trên các trang mạng, tiểu sử và thông tin của Nguyễn Kim Sơn thì đã sửa lại rằng từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008, học giả nghiên cứu tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard thuộc Hoa Kỳ và thông tin mà báo chí đăng tải là do ông Nguyễn Kim Sơn cung cấp, ông Nguyễn Kim Sơn mới lên nắm quyền đã để lại cho xã hội một ấn tượng là một bộ trưởng thiếu trung thực. Thông tin sau đó đã được sửa lại. Sau 3 năm làm bộ trưởng, gần như ông Nguyễn Kim Sơn không để lại dấu ấn gì. Tiêu cực vẫn tiếp tục xảy ra từ Bộ Giáo dục đến các cơ sở địa phương trong cả nước. Nhóm lợi ích nhà xuất bản giáo dục bị ông Nguyễn Phú Trọng cho vào lò. Ngoài ra, tình trạng lạm thu tại các trường vẫn cứ tiếp diễn từ thời ông cựu bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến thời ông Nguyễn Kim Sơn. Tình trạng thầy đánh trò, trò đánh thầy và trò đánh trò vẫn không cải thiện, ngành giáo dục vẫn tiếp tục nát như tường. Theo thông tin mà Thời báo chúng tôi nhận được, khi ông Nguyễn Kim Sơn làm giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã để xảy ra tình trạng mua bằng học giả nhưng nhận bằng thật. Tiêu cực xảy ra tại chương trình đào tạo thạc sĩ phi truyền thống của khoa quản trị kinh doanh vào năm 2016. Để đủ tư cách tham gia chương trình này phải có bằng tiếng Anh B1. Tuy nhiên, học viên chỉ cần liên hệ với trợ lý lớp mua bằng từ Đại học Hà Nội với giá 13 triệu đồng mỗi chiếc. Được biết, Đại học Hà Nội là một trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội do ông Nguyễn Kim Sơn làm giám đốc. Ngoài ra, trong quá trình học tập chương trình MNS, nhiều học sinh vắng mặt thường xuyên và khi vắng mặt lên đến 2/3 lớp nhưng lại được trợ lý điểm danh hộ. Đây là hình thức học giả nhận bằng thật, diễn ra ngay tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi mà ông Nguyễn Kim Sơn chịu trách nhiệm quản lý. Ông Nguyễn Kim Sơn, tình trạng học giả bằng thật tại khoa quản trị kinh doanh sau này được lên thành Đại học Quản trị Kinh doanh, bị một người tố cáo và có cả file ghi âm ghi bằng chứng gửi cho Nguyễn Kim Sơn. Nhưng thay vì xử lý tiêu cực, ông Sơn đã chuyển nó cho công an để xử lý người tố cáo. Dường như cách hành xử kiểu ông Nguyễn Kim Sơn hiện nay ngày một trở nên phổ biến trong ngành giáo dục. Nếu có ai tung bằng chứng tiêu cực của ngành giáo dục lên mạng thì công an sẽ tìm người tung bằng chứng để xử lý, thay vì ngành giáo dục xử lý rốt ráo tiêu cực đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bộ mặt thật của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de